Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin bỏ tiền mua thiết bị Việt Nam cố nhòm tàu Trung Quốc. Việt Nam vừa chọn công ty Controp của Israel làm nhà cung cấp hệ thống giám sát cho các tàu mới của lực lượng cảnh sát biển. Truyền thông Israel đã dẫn lời thông báo từ công ty Controp cho biết vào ngày 11 tháng 9. Controp là nhà sản xuất chuyên về các hệ thống giám sát và điện quang. Công ty này đã trở thành nhà cung cấp tích cực cho Việt Nam trong vài năm qua khi Việt Nam bắt đầu đầu tư vào việc nâng cấp vũ khí, thiết bị cho quân đội giữa bối cảnh căng thẳng khu vực Biển Đông đang ngày càng gia tăng với Trung Quốc. Đây là hình ảnh tàu cảnh sát biển Việt Nam bên phải trong một vụ đối đầu với tàu hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông. Tin cho hay, hợp đồng mới nhất của Việt Nam với công ty Israel là hệ thống giám sát IZ-25HD, phiên bản đơn giản hơn các bộ như IZ-30 và IZ-50. Hệ thống này được đặt trong một bộ đơn nhất dành cho tàu thuyền cỡ trung bình. Sẽ có 12 tàu cảnh sát biển được trang bị hệ thống mới, trong đó có 7 tàu do nhà máy đóng tàu Hồng Hà tại Việt Nam đóng và một số còn lại được nhà máy ENT đóng tại Ấn Độ. Giám đốc tiếp thị cấp cao khu vực ở châu Á Controp Dohairi cho biết hệ thống giám sát IZ-25HD được phát triển trong 2,5 năm qua với hệ thống camera cả ngày và đêm, chế độ xem trực thị LOT liên tục, không bị gián đoạn, đảm bảo hình ảnh rõ nét ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt trên biển như sương mù, độ ẩm cao, nước bắn và cho phép tàu thuyền phát hiện được các vật thể nhỏ và tàu cá ở khoảng cách xa lên đến 10 km và phát hiện các tàu lớn hơn lên đến 20 km. Thiết bị nặng 13 kg này cũng được trang bị cho công cụ tìm kiếm bằng laser. Đây là lần đầu tiên chúng tôi bán phiên bản này cho người Việt Nam. Defense News đã dẫn lời ông Harry đã nói, đồng thời cho biết các hệ thống giám sát mới sẽ được giao cho Việt Nam sau vài tháng. Kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách hiện đại hóa quân đội, Israel đã trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho quân đội Việt Nam, chỉ sau đối tác truyền thống là Nga, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế ở Stockholm chia sẻ. Và ngược lại, với chi phí lên đến hàng tỷ đô la cho việc mua sắm vũ khí hiện đại từ Israel, Việt Nam cũng trở thành khách hàng lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Israel trong khu vực Đông Nam Á. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế nói mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa Việt Nam và Israel không chỉ đơn thuần là mua bán vũ khí, mà còn phát triển theo chiều sâu thông qua các chương trình hợp tác quân sự, nhất là chuyển giao công nghệ, sản xuất vũ khí hiện đại. Đây là hình ảnh tàu cảnh sát biển 8020 được cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận từ lực lượng tuần duyên Mỹ. Hoa Kỳ đã viện trợ cho Việt Nam hơn 160 triệu đô la trong lĩnh vực an ninh quân sự, trong đó có hai tàu tuần duyên trị giá 58 triệu đô la. Đồng thời, Washington bán hơn 182 triệu đô la thiết bị quân sự cho Hà Nội, theo một thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chia sẻ. Thông cáo ngày 27 tháng 7 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng cho biết, trong những năm gần đây, hợp tác an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng nhanh chóng, đặc biệt trong giai đoạn 2017 đến năm 2020, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang xác lập tầm nhìn chung về khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Cụ thể là kế hoạch hành động của hợp tác quốc phòng kéo dài 3 năm, giai đoạn 2018-2020. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, trong năm tài khoá 2016-2019, Việt Nam đã nhận được hơn 150 triệu đô la tiền hỗ trợ an ninh từ chương trình tài trợ quân sự nước ngoài FMF. Trong số này, có 58 triệu đô la dành cho việc hỗ trợ chuyển giao hai tàu tuần tra cỡ lớn Hamilton đã loại biên của tuần duyên Mỹ cho cảnh sát biển Việt Nam. Chiếc US Mercantile chuyển giao vào cuối năm 2017 và chiếc US John Mercant dự kiến được chuyển giao vào cuối năm 2020 cho Việt Nam. Chương trình FMF còn hỗ trợ Việt Nam 24 xuồng tuần tra cao tốc Meta Shark, trong đó 6 chiếc cuối cùng đã được bàn giao vào hồi tháng 5 năm 2020. Đây là hình ảnh xuồng tuần tra tốc độ cao cá mập sắt Meta Shark do Mỹ bàn giao cho cảnh sát biển Việt Nam. Cũng trong chương trình FMF, Việt Nam còn nhận 5 triệu đô la trong năm tài khoá 2018 thông qua chương trình chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương IPS dùng hỗ trợ nâng cao năng lực huấn luyện đào tạo máy bay tuần tra biển, hệ thống máy bay không người lái radar duyên hải. Năm tài khoá 2016-2020, Việt Nam nhận 20 triệu đô la từ chương trình FMF thông qua sáng kiến an ninh hàng hải Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng 10 triệu đô la qua chương trình sáng kiến an ninh hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng đã ghi nhận bán cho Việt Nam hơn 182 triệu đô la vũ khí an ninh quốc phòng trong các năm tài chính
2015 đến năm 2019, trong đó 52,86 triệu đô la các mặt hàng thiết bị quốc phòng bán qua chương trình bán hàng thương mại trực tiếp DCS và 130 triệu đô la thiết bị quân sự qua chương trình bán hàng quân sự nước ngoài FMS. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ba mặt hàng thiết bị vũ khí chủ yếu mà Việt Nam mua của Mỹ trong chương trình DCS là điều khiển hỏa lực, laser, hình ảnh và thiết bị dẫn đường, điện tử quân sự, động cơ tua bin khí và các thiết bị liên quan. Và phòng không Việt Nam đã tiếp nhận các tổ hợp tên lửa phòng không Spider tinh hoa của quốc phòng Israel. Đây là hình ảnh tổ hợp tên lửa phòng không Spider của Việt Nam mua của Israel. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Việt Nam đã ký hợp đồng đặt mua tổng cộng 5 tổ hợp tên lửa loại này từ Israel. Những hệ thống đầu tiên đã được phía bạn chuyển giao. Được biết, tên lửa phòng không Spider đã được Việt Nam bắn thử, nghiệm thu và đưa vào biên chế làm nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Tên lửa Spider kết hợp với các mảng ghép công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới về hệ thống, thông tin, chỉ huy, quản lý sử dụng vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật và xử lý tình huống, hệ thống khí tài trinh sát, mục tiêu đường không tiên tiến và đạn tên lửa có tính năng kỹ thuật ưu việt. Đặc biệt, tên lửa Spider có khả năng tác chiến theo phương thức phòng không mạng trung tâm, có khả năng cơ động tự hành cao, ngắm bắn được nhiều mục tiêu cùng lúc. Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud của Việt Nam được ra mắt lên lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn quân vừa qua ở Hà Nội. Bản tin của Vietnamnet cũng cho biết, mặc dù đã có trong biên chế từ lâu, song đây là lần đầu tiên hệ thống tên lửa đạn đạo Scud được công khai ra mắt ở Việt Nam vào tháng 12 năm 2019. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Việt Nam nhận được một số bệ phóng di động cùng hàng chục quả đạn Scud-B vào năm 1981. Scud được Liên Xô xuất khẩu cho rất nhiều quốc gia đồng minh trên khắp thế giới. Đây là hình ảnh tên lửa Scud-B của Việt Nam. Tên lửa này chính gốc có tên E-11 với phiên bản đầu tiên và E-17 sau này đổi thành E-300. Tuy nhiên, cả thế giới vẫn quen gọi với cái tên Scud do NATO đặt cho loại tên lửa này. Cũng theo Viện Nghiên cứu Stockholm, vào năm 1998, Việt Nam đã mua từ Bắc Triều Tiên hàng chục quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-6, tức là hỏa tinh 6, một phiên bản sao chép dựa trên nguyên mẫu Scud-C với tầm bắn lên tới 600 km. Với sự đơn giản, độ tin cậy cao và chi phí thấp, E-17 đã được xuất hiện trong các kho vũ khí của hơn 30 quốc gia và được chế tạo ở khắp nơi theo giấy phép của Nga hoặc sao chép một cách đơn thuần. E-17 được bắn thử nghiệm vào năm 1957 sau 2 năm phát triển, nhằm thay thế cho tên lửa hạt nhân chiến thuật thế hệ đầu tiên E-11 của Liên Xô. Vào tháng 3 năm ngoái, Viện Nghiên cứu Stockholm đã đưa ra một phúc trình về các giao dịch vũ khí quốc tế, trong đó nói Việt Nam nằm trong top 10 nước mua nhiều thiết bị quân sự nhất thế giới. Và trong những năm gần đây, khoảng hơn 80% đơn hàng quân sự của Việt Nam đặt mua của Nga. Việt Nam sử dụng các khoản chi để hiện đại hóa khả năng, đặc biệt là các đội tàu ngầm và chiến hạm của mình. Kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, Hà Nội đã có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Mỹ trị giá tới 94,7 triệu đô la, theo một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ. Số tên lửa Scud phiên bản B và C được coi là một trong những vũ khí uy lực lực lượng pháo binh Việt Nam hiện nay. Theo báo An ninh Thủ đô Việt Nam, đến thời điểm này, Việt Nam là quân đội đầu tiên và cũng là duy nhất tại khu vực Đông Nam Á có tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud trong biên chế. Đây là hình ảnh tàu ngầm lớp Kilo 636 của Việt Nam đặt mua của Nga. Cũng vào tháng 12 vừa qua, Việt Nam lần đầu tiên công khai hệ thống tên lửa phòng không Spider mà báo chí trong nước gọi là sát thủ mua từ Israel. Trong vài năm gần đây, truyền thông trong nước và quốc tế đưa tin Việt Nam sở hữu tên lửa phòng không Spider hiện đại từ Israel nhưng không có bất cứ hình ảnh chính thống nào về các tổ hợp này được công khai. Việt Nam trong một thập kỷ qua đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng nhằm hiện đại hóa quân đội trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng mở rộng sức mạnh trong khu vực. Dữ liệu của Reuters cho thấy chi tiêu quốc phòng của Việt Nam tăng từ 1,3 tỷ đô la vào năm 2006 lên tới 5,5 tỷ đô la vào năm 2018, mức tăng là hơn 320%. Để đối phó với những hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông, Việt Nam đã chi 5,1 tỷ đô la cho lĩnh vực quốc phòng trong năm 2019, trong đó 32,5% dành cho việc mua trang thiết bị quân sự. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam dự kiến tăng hàng năm khoảng 9,43% trong giai đoạn 2020-2024 để đạt đến 7,9 tỷ đô la vào năm 2024. Tuy nhiên, tương quan lực lượng rõ ràng thiên về Trung Quốc với ngân sách quốc phòng lên đến 228 tỷ đô la. Ngoài ra, số quân nhân giữa hai nước cũng chênh lệch rất lớn.
Việt Nam có khoảng 482.000 quân nhân thường trực, trong khi Trung Quốc có gần 2,3 triệu quân nhân. Nhiều dữ liệu khác cũng cho thấy sự chênh lệch. Việt Nam có 2.575 xe tăng so với 13.050 xe tăng của Trung Quốc, 6 tàu ngầm so với 76 chiếc của Trung Quốc, 64 tàu chiến các loại so với 714 tàu, và trong đó Việt Nam không có tàu sân bay, tàu khu trục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.